Không máy nha bà con. Wow. 550 ngựa. VNB. Mua bên trắng nha. USA nha các chú chị. Wow. Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con luôn xe cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm một cái nút đăng ký phía bên dưới cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và đây là hành trình của em với khách gì thuộc bộ Bến Tre. Đi với ông ba em xuống với anh Kiệt, chân vịt Kiệt vào để nổ máy con cu miên trắng và chạy thử set map cho ảnh nha bà con nha. Bà con mua máy thì yên tâm, có bảo hành, có bao chơi. Mời cô chú anh chị xem clip. Tại thì em với ông ba với hai anh set map như là các gì tụi cô đã về tới bãi chinh dịch của anh Kiệt, chân vịt Kiệt vào ngay cảng Tắc Cậu nha cô chú anh chị. Đây là ông anh của em cũng đã sử dụng nhiều con máy của em rồi. Máy chinh dịch này vừa mới ra lò nè bà con. Ảnh và bển anh kiểm tra coi bắt nền máy xong chưa. Dạ xong thì bắt đầu hạ xuống đem đây mình set map chỉnh bắt đầu chạy thử nha bà con. Bên đây là ngay cảng Tắc Cậu nè cô chú anh chị, cảng mới. Bến đò qua lại hôm trước em có giao cái máy bên ngay bến đò nè. Bà con ai sử dụng tàu cá, tàu biển có sử dụng chinh dịch thì ủng hộ anh em nha. Chân vịt Kiệt vào ở cảng Tắc Cậu mới, liên hệ số điện thoại anh sẽ tư vấn cho bà chú anh chị mà tính giá cho bà con. Này là cái tàu hút bùn nè bà con, quá trời lớn luôn. Bây giờ mời cô chú anh chị mình qua coi em nó sau khi gắn cái cu min trắng vào sẽ như thế nào. Bây giờ mình kiểm tra, mình liếc trên bộ một cái nha, rồi sau này bắt đầu hạ thủy, đưa điện vô bắt đầu chạy kiểm tra. Đây vỏ của anh Kiệt, đây là viền lắp anh tự làm luôn nha bà con. Chân vịt, chân vịt 5 tấc mấy rồi, này hơi lớn rồi, tí xíu chạy thử rồi sao. Full inox luôn, lấy thị lực luôn. Máy của mình kìa bà con, cua mình trắng 550 ngựa bàn tự tua, bộ lắp full inox luôn, bồ chạy nước luôn nha bà con nha. Tí xíu mình sẽ chiêm ngưỡng ở bên trong em nói như thế nào. Di tục bộ Bến Tre thánh bào, vỏ đẹp quá bà con. Chân vịt Kiệt vào, số điện thoại 0945888676. Chuẩn bị hạ thủy nha bà con. Rồi bây giờ hạ thủy bà con, chạy thử luôn. Bà con mua máy thì ở đây sẽ có một đội kiểm tra máy và set map máy cho cô chú anh chị mình. Và bà con không lo gì hết nha, chỉ cần đặt máy thôi. Ở bên đây ông em sẽ xuống để chạy thử cho bà con. Cano, thấy xong nha cô chú anh chị. Đây là em cu min trắng của nhà mình bán cho ảnh đây, bảo hành 6 tháng bao chạy cho ảnh luôn. Và chuẩn bị là dyno chạy trực tiếp kiểm tra máy. Quá nhẹ nhàng. Con máy này chỉ có 600 mấy ký thôi nha cô chú anh chị, cho nên đặt cano đặt vỏ composite rất là lợi, nổi vỏ mình luôn. Và tốc độ nó đạt theo như mong muốn của mình nha. Bây giờ xuống chạy thử nha bà con. Rồi có bàn ghế luôn, quá dữ. Rồi giờ lôi nó ra. Bây giờ chuẩn bị xuống kiểm tra chạy thử nha bà con. Cu min điện. Cô chú anh chị mình sau khi đặt cái con máy này vô vỏ chỉ cần đặt máy thôi
về cái công tác mà nổ máy chạy thử thì ở đây sẽ có phần kỹ thuật của ông ba em để xuống chạy thử cho bà con mình nha. Rồi bây giờ chuẩn bị vô máy kiểm tra set map chạy thử cho bà con mình luôn. Cumi điện 550 ngựa, 3.400 tua. Lái thủy lực, có bàn ghế luôn. Cumi điện. Đây là đội kỹ thuật của ông ba em nha bà con. Hộp điện set map sẵn. Đầy đủ hết rồi. Đồng hồ GPS. Đồng hồ báo xe. Báo dầu. Báo tua máy. Báo nhiệt độ máy. Nhiệt độ nước. Ôi ôi, ảnh trang bị đầy đủ hết bà con. Nhìn cái góc này giống chiếc phản lực không cô chú anh chị. Đâu rồi coi nè. Đó, này nhìn giống siêu xe bà con. Đá lên này bà công tắc. Trời đất ơi, như siêu xe luôn. Quá đã. Cần ga. Cần ga thì ở dưới mình ga điện đó bà con. Vậy cho nên là chuyền này lên. Còn cần ga số bắt đây nữa. Nhìn này giống máy bay quá. Ôi có kèn nữa. Dữ thiệt. Này là cái hộp điện. Hộp điện của Cumin trắng nha bà con. USB. Phải luôn. Đang kiểm tra hết nha cô chú chị. Vô tới phần này là không có biết gì hết. Chỉ có mình anh Duy anh biết thôi. Này là mình bó tay rồi. Nó tùm lum trong đây rồi con. Anh Duy, anh Duy. Mang ba lỗ luôn. Cái này thường thường mình nãy về mình là mình coi hoạt hình của mình. Hợp với hoạt hình phải không? Chuẩn bị có đôi qua lên nè. Khoan ba lỗ luôn đi. Khoan cứ dài dài đi chừng hao. À, là này mình coi Sonic à. Có phiêu hình không? Lại coi. Đưa vô phần này là em không biết gì hết rồi chú chị. Này qua khâu kỹ thuật rồi. Bó tay. Cô chú anh chị chỉ cần đặt máy thôi. Mọi chuyện để ông ba em với mấy anh em lo. Dàn cabin, dàn tắp lô y như chiếc máy bay vậy bà con. Khủng khiếp không? Có 99 nữa được chứ ba. Có nữa không? Rồi, để 96 mà chưa còn 4% nữa. Rồi ok. Kiểm tra trực tiếp luôn nha cô chú anh chị. 93. 96 à? Rồi. Để giọt. Đâu ai xuống. Ô máy nha bà con. Wow. Quá tuyệt. Mình phải chạy thử cho bà con. Bảo hành cho cô chú anh chị, bao cho cô chú anh chị chạy nha, bảo hành 6 tháng. Cô chú anh chị lo giùm em dầu, nước và nhớt, nhà chỉ cần đó thôi, mọi thứ thì để gia đình em lo. Nổ máy trực tiếp, chạy thử trực tiếp cho bà con luôn. Con số nhóng nhóng luôn bà con. Ai câu dây ngược, anh kiệt phải không? Chạy thử nha bà con. Wow, Ganty đó bà con. Dạ con đây là góc quay ở Cano. Chú Duy quay nha, chú chị nha. Em thì Cano một đoạn cũng nhập đi, còn dễ càng nhiều cũng chơi hết á. Thử em thì em còn nghi là cái chênh dịch nó quá lớn.
tra được như thế nào. Chiến dịch quá nặng rồi cô chú anh chị, mất tua luôn. Tiếp theo là mở chiến dịch 58 kia nha cô chú anh chị, hạ nó xuống canh nước lại, nó bị nặng cánh quá, giờ cao tốc mình đi này nặng quá, xả xuống rồi set map rồi này kia xong hết nha bà con, chuẩn bị canh chân dịch lại là làm một tour nữa nha, để đạt tốc độ mong muốn cho ông anh ruột của em chân dịch kịp vào. Cắt chân dịch xong giờ em chưa biết, em thấy cái mặt chặt đó, em thấy không biết sao đây. Set map trực tiếp luôn. Tiếp theo là góc quay thử máy trên cano nha các chú chị. Hết ga hết số. Bước lên ga rất là sướng nha bà con. Và tua đã lên, tốc độ đã chuẩn bị có nha các chú chị nha. Cần ga thì đẩy không hết được cái tua máy. Cho nên là đó chú Duy các bạn sẽ chậm thêm đó, lên tua tiếp nha quý chị, quá chú đã rồi, nước bắn thẳng lên cao luôn nha quý chị nha, quá đã rồi, chạy gió mà sắn tay áo ông bà lên luôn, quá đã, chắc có thể kiểm tra chiến dịch lại lần nữa chú chị, giọt nước bắn rất là cao nha quý chị nha, nước bắn thẳng ra luôn, khủng khiếp. Còn kiểm tra lại rồi thòng ga té luôn. Còn bờ ga nữa lại lên thì tôi luôn.
hơi nặng nước nha cô chú anh chị nha. Có mùi, anh nói dài ra luôn rồi 10 thước đó bà con. Chơi. Quá thứ nước rồi. Bánh lái bị xẻ nha cô chú anh chị nha. Lên gã xẻ bên nè. Do cần ga bị thiếu ga cho nên là đứng phía sau đạp thêm nha cô chú anh chị. Dịp dậm thêm nè. Lấy hết tốc độ luôn, hết dùm cô luôn. Đồ đạc bay tứ tung luôn. Dạ coi như cũng hoàn thành được 90% và bây giờ tiếp tục vào phần chinh dịch của anh thôi. Anh kiểm tra xong rồi chắc là chạy chuẩn nữa. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con và xin kênh bấm nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Lô sao giá máy có lên nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà con. Bye bye, tạm biệt. Cứ mua máy chạy thử để em.